Tập 19. Lão Hầu, xử hai tên đó đi. Xong ngay. Cô đừng theo chúng tôi nữa, chúng tôi sẽ ra khỏi thành ngay. Chưa đầy một canh giờ nữa là pháo lâu hạ tay sẽ bị dở. Tính thời gian cẩn thận đấy. Tôi biết. Đại ca, trưởng quỹ, cô về quán cơm trước đi. Chúng tôi rời thành. Được. Đi. Khốn kiếp, là chỉ còn thiếu một bước. Đuổi theo. Dân, đuổi theo. Tránh ra. Tránh ra nào. Tránh ra. Tránh ra. Đại đương gia, không sao chứ? Không sao. Bảo anh em vừa đánh vừa xúc vào rừng phía sau thôi. Rõ, xúc. Vừa đánh vừa xúc. Đại ca, không biết chàng Sơn Hổ vừa sao rồi. Báo cáo tư lệnh, thổ phỉ đã lui về khu rừng nhỏ rồi. Đuổi theo cho tôi, không thể tha cho chúng được. Nhất định phải quét sạch đám thổ phỉ này. Qua núi là biết. Đi, lên núi. Đại tá, căn cứ Hà Tây bị tấn công, xin được cứu viện. Sao? Căn cứ Hà Tây? Tôi hiểu rồi. Anh hiểu gì? Tư lệnh, hắn đã nhìn ra kế hoạch của chúng ta rồi. Bây giờ đang bắt đầu quay ngược lại bẫy chúng ta. Căn cứ Hà Tây là cứ điểm quan trọng của chúng ta. Nếu mất chỗ đó, tôi biết nó quan trọng đến đâu. Đại ca,
phía Giang Sơn Hổ sao rồi? Họ đang đánh với giặc Nhật rồi. Như Cam đại ca, đến giờ giặc cũng không đến chi viện cho Pháo Lâu, giờ còn nằm đánh thế nào? Dừng tấn công, lập tức chi viện Hà Tây. Nhưng chỗ Pháo Lâu đã đánh hơn một tiếng đồng hồ rồi, chắc là đã chiếm được rồi. Tiểu đội 1, có, cho nổ Pháo Lâu đi. Yểm hộ. Đợi đã. Sao vậy tư lệnh? Xem ra đám bác lộ này đã nhận ra kế hoạch của chúng ta, cho nên chơi tương kế tụ kế với tư lệnh đây. Tôi sẽ ở đây quét sạch thổ phỉ, và hắn sẽ nhân cơ hội này tấn công Pháo Lâu, dương đông kích tây, chơi trò trong bãi có thắng. Căn cứ bị tấn công, tôi bắt buộc phải qua đó cứu viện. Vậy là đám thổ phỉ không còn gặp nguy nữa. Dây ngụy cứu triệu, bác lộ quân đặt cho tôi 3 cái bẫy liên tiếp. Vậy tức là nếu giờ chúng ta đi cứu viện cho căn cứ Hà Tây, thì không chỉ đám thổ phỉ không thể biến mất, mà căn cứ Hà Tây, căn cứ Hà Tây đã rơi vào tay bác lộ rồi. Tôi chạy về cứu viện thì cuối cùng sẽ chẳng còn gì cả. Bao dây chặt hơn đi, nhất định phải diệt hết đám thổ phỉ trước mắt. Dân phải rồi đại ca, đây là đội trưởng Ngô của đội võ công. Đội trưởng Ngô, đám giặc mà không lưu xuống thì trận phục kích lần này thực sự không dễ đánh, cho nên Hideo không bị lừa. Đúng vậy, lão Hideo này thực sự không bị lừa, hắn một lòng muốn tiêu diệt thổ phỉ. Đại ca, vậy chúng ta đi cứu đi. Không được, quả lực của chúng ta không đánh được Hideo. Như vậy đi, nếu hắn không chịu rút thì chúng ta tấn công Dân Thành, đánh Dân Thành. Đúng, như là kế nghi binh thôi. Mai Hương, cô báo cho các anh em bắt lộ quân, đánh Pháo Lâu xong đi đánh Dân Thành, đánh càng âm ỉ càng tốt. Được, tôi biết rồi. Đi, lên núi. Anh em, đánh thực lực vào cho tôi. Nghe tiếng súng này thì có vẻ bên chàng Sơn Hổ chẳng còn được mấy người. Đại ca, tôi có ý này, chúng ta ít người, giờ làm cái gì hoành tráng, giả giờ là đông là được. Đúng vậy. Đội trưởng Ngô, đưa tôi 2 cây súng máy. Được. Nghe đây, anh nghe thấy tiếng súng của tôi thì anh cho các anh em đội võ công ném hết lựu đạn trong tay ra, sau đó cho người thổi hiệu lệnh tập kết, cho nhiều người thổi vào. Được, cách hay, làm hoành tráng lên một chút, làm càng lớn càng tốt, để giặc biết chúng ta đến rồi. Được, các anh bên đào ra tay một cái, là bên kia nghi binh, tấn công Dân Thành cũng bắt đầu, vừa hay có tác dụng phối hợp. Dân Thành là bản mạng của hắn, tôi không tin là hắn không xuất binh. Báo cáo tư lệnh, thuộc vị đã bị chúng ta ép lui vào rừng, thương vong nghiêm trọng. Tốt, tấn công mạnh lên, giết sạch thổ phỉ. Không diệt sạch chúng, tư lệnh đây sẽ không về Dân Thành. Tôi không thể để mất đi căn cứ Hà Tây vô ích được. Đi, chúng ta lên núi tìm Giang Sơn Hổ. Đi. Đi, báo cáo. Lưu Song Hỷ dự phương án 2. Rõ. Tiểu đội trưởng, trung đội trưởng nói thực hiện phương án 2. Được, cậu về nói với trung đội trưởng, không chiếm được Pháo Lâu này, tôi xách đầu đến gặp anh ấy. Rõ. Tập trung hết tất cả lựu đạn, đánh sập cái Pháo Lâu này cho tôi. Rõ. Các đồng chí xông lên, xông lên, các đồng chí xông lên, xông lên. Lão nhị, nhìn xem có bao nhiêu anh em. Đại đương gia, chúng ta chỉ còn tầm 120 người thôi.
Các anh em, từ khi mọi người theo chàng sơn hổ tôi đi đánh giặc, chúng ta chưa từng lui bước. Hôm nay chúng ta lại càng không thể lui. Không thể lui. Chúng tôi đều sẽ theo đại đương gia. Không hổ là anh em thần ưng trại. Dù chúng ta có chết cũng phải chết chung với nhau. Chết chung. Được. Cầm chắc dao và súng của mọi người, dốc hết phần sức lực còn lại, chúng ta liều với bọn giặc. Liều. Lên. Giết. Đại đương gia, người anh em, sao mọi người lại tới đây? Đánh sập được pháo lâu của giặc chưa? Sập rồi. Giết. Đại đương gia, xin lỗi, chúng tôi tới muộn quá. Không có gì để xin lỗi cả. Có thể giữ chân được giặc cũng đáng rồi. Vốn là tôi định khiến Hideo rút về, nhưng không ngờ lão này không bị lừa. Được rồi, đừng nói gì nữa. Chết vì đánh giặc cũng đáng. Nghe này, giờ ngoài kia có người của chúng ta, bảo anh em tập trung hết súng lại, theo tôi xông lên. Các anh em xốc lại tinh thần, xông lên cùng các anh em bắt lộ. Xông lên. Xông lên. Báo cáo, phía bên hông quân ta bỗng xuất hiện đội quân tấn công, võ lực của địch vô cùng mạnh, nghi là quân cứu viện của thổ phỉ. Đại tá, thổ phỉ trên núi đang lao về phía chúng ta. Đại tá, báo cáo đại tá, dân thành bị tấn công, xin cứu viện. Giết. Rút, rút về dân thành. Rút, mau rút về dân thành. Giết. Mau rút. Các anh em hãy an nghỉ nhé. Tôi không sao. Anh cứ dựa thế nhé. Lúc đại ca trở về từ thương xã, chúng tôi đều tưởng Hideo đã bị lừa, ai nấy đều vui. Nhưng bà Mai Hương chuẩn bị rượu. Không có. Cái con bé này, anh Thức biết là ở đâu. Nhanh lên nhé. Hỏng rồi. Sao vậy? Sao vậy đại ca? Chúng ta bị lừa rồi. Bị lừa sao? Mưa ra vốn chẳng cho cái gì lên xe cả. Hắn đang lừa chúng ta. Đại ca, sao anh biết? Cậu nhớ cái cửa ở nhà Mưa ra không? Từ tối hôm qua chưa mở ra lần nào. Bốc hàng cái nỗi gì? Đại ca, vậy nếu như chúng ta đã bị lừa, thì cái Hideo chuyển đi không phải lương thực. Nói vậy thì chúng ta đã sập bẫy Hideo rồi. Thôi xong. Giặc Nhật bẫy một cái, chúng ta bị lừa hết rồi. Đại ca, vậy giờ chàng sơn hổ phải làm sao? Tôi thấy bây giờ chúng ta đừng sốt ruột quá làm gì. Tôi nghĩ thế này, nếu chúng ta không biết cái bẫy này thì nó là cái bẫy. Nhưng nếu chúng ta biết là cái bẫy thì nó không còn là cái bẫy nữa. Này, cậu đang nói cái gì vậy? Được rồi, Tiểu Bạch nói đúng. Chúng ta tương kế tự kế. Mai Hương, Bạch Công Tử, hai người chia nhau ra đi làm chuyện này. Hầu Lĩnh, Mộc Tượng, canh giờ cẩn thận. Chúng ta trong ngoài cũng phối hợp. Được.
Người anh em này của tôi đúng là không đơn giản. Lần này mặc dù đã sập bẫy của giặc, nhưng cũng không sao lại còn bẫy lại bọn giặc. Quá giỏi. Đúng vậy, anh ấy muốn mượn cơ hội này tiêu diệt pháo lâu Hà Tây. Lúc gặp đại trưởng quầy cũng đã xác định được chuyện Hideo dẫn chuyển lương thực là giả. Dân thành chẳng có lương thực nào cả. Tôi ra khỏi thành chính là để xác định chuyện đó. Đi qua mấy trạm liên lạc bây giờ có thể xác nhận những xe giặc đang chuyển đến dân thành là xe vũ khí đã được ngụy trang. Vũ khí. Chúng ngụy trang thành lương thực để lừa tất cả mọi người. Thảo nào Cam đại ca, Cam Tân làm sao? Cam đại ca vốn đang bẫy Hideo, nhưng không ngờ Hideo vẫn luôn cố dụ đại ca vào bẫy. Nhưng may mà Cam đại ca đã phát hiện. Giờ chàng Sơn Hổ đã biết tin buổi trưa giặc sẽ rời thành, e là không phục kích được lương thực rồi. Không chỉ vậy, ra khỏi sơn trại anh ta sẽ ở vào thế yếu. Nếu đã như vậy thì cứ làm theo anh ấy nói. Vở kịch này nhất định phải diễn đến cùng. Lúc đầu đại ca muốn anh giữ chân giặc, rồi trước khi giặc đến chi viện xóa sổ pháo lâu Hà Tây. Nhưng không ngờ cuối cùng đại ca chỉ có thể dùng nghi binh đánh dân thành. Sao cơ, cậu ấy liều thật đấy. Buổi trưa là giặc sẽ ra khỏi thành. Buổi trưa sắp đến lúc rồi. Vậy thì ta cũng đi luôn đi. Cậu ấy không chỉ điều động đội võ công mà còn điều động quân Bắc Lộ. Cha, không phải cha nói trung đội trưởng Từ ở ngay trong lão gia trang sao? Đúng vậy, đây đúng là một cơ hội tốt. Nếu anh ấy xóa sổ pháo lâu thì quân ta ra vào sẽ tiện hơn. Ta biết, chúng ta vẫn luôn muốn nghĩ cách xóa sổ cái pháo lâu đó. Người anh em, cậu không cần nói gì nữa đâu. Người anh em này của tôi làm vậy không sai chút nào. Phải rồi, giờ họ đang ở đâu? Đại ca thấy anh em trong sân trại chẳng còn bao nhiêu nên rất buồn. Tôi đi xem anh ấy sao rồi. Đại ca, anh đừng tự trách mình quá. Đại ca, chắc anh em cũng đã cố gắng hết sức rồi. Người anh em, những người anh em của tôi không hề ra đi vô ích. Vốn là tôi muốn đợi sau khi cướp được xe lương thực sẽ dùng nó làm quà gặp mặt khi chàng Sơn Hổ tôi theo Bắc Lộ. Nhưng bây giờ đương gia, anh dẫn theo các anh em trong sơn trại cùng đánh giặc đã là quà gặp mặt tuyệt vời nhất rồi. Bắc Lộ quan trọng nhất không phải là tiền tài mà là lòng người. Tôi hiểu. Cho nên bây giờ tôi nghĩ thông suốt rồi. Tôi không giữ sơn trại nữa. Tôi muốn đi theo con đường sáng mà đại trưởng quỹ của các anh chỉ cho. Tôi sẽ dẫn theo các anh em tới tham gia Bắc Lộ. Được, tạm biệt ở đây. Bảo trọng, sau này có duyên sẽ gặp lại. Đi.
Lôi đại pháo. Cậu có thể giống đàn ông hơn không? Đại ca, đại ca, cô Ngọc Thụ tới. Cam đại ca, cô Ngọc Thụ, sao cô lại tới đây? Cha tôi bảo tôi đến xem mọi người. Nhìn thấy giặc không? Chúng đi về phía bắc rồi. Phía bắc là gì? Không có gì cả, chỉ là đường ray. Đường ray. Tiếng súng ở đâu vậy? Đi. Bắn lại. Bắn lại. Liều với giặc đi, bắn lại. Bao giây rồi, bao giây rồi. Các anh em, chúng ta không thoát được nữa rồi. Quyết liều mạng đi. Đồ đốt không đầu hàng. Bắn trả. Trưởng quan, tất cả toàn là giặc, toàn là giặc. Đứng thẳng lên cho tôi. Bắn đi, dù giặc qua đây. Đại ca, giặc qua đây rồi. Trốn. Mọi người đợi ở đây, tôi dụ giặc đi. Đại ca, để tôi. Cẩn thận một chút. Đi, bắn. Đại ca, Nơi thiếu hiệu. Nơi thiếu hiệu. Súc. Yêu thích, mau qua đây giúp tôi.
Đại ca, thằng nhóc này còn thở. Nhanh đưa về. Dân, để tôi. Nào, từ từ thôi. Đi, đi, đi tìm hầu lĩnh. Xem ra chúng ta tới vô ích rồi. Đi. Đại ca, đường sắt này không dựa vào được rồi. Lại còn lắc léo thế nữa. Đi. Này, phiên dịch bạc, tôi thấy cũng dọn sắp xong rồi. Chúng ta về thôi. Đường sắt vẫn chưa thông mà. Lại còn thông cái con khỉ. Tôi cũng dịch rồi. Dớ dẫn. Chuyện dọn đường sắt này sẽ lại đổ trên đầu của tôi. Vậy mới nói người Nhật không trời được phụng đội trưởng đâu. Hả? Hả? Này, như vậy là ý gì đấy? Hả? Họ Bạch kia, cậu là có ý gì? Cậu không phải cũng đang làm gì cho người Nhật đấy còn gì? Đúng vậy. Đúng là cái quái gì vậy chứ? Nhanh lên khẩn trương đi. Đợi nhiều ngày như vậy rồi, sĩ binh Trung Quốc cuối cùng cũng không thể đợi được mà tự đâm đầu vào lưới. Báo cáo. Vào đi. Báo cáo trưởng quan, đội tiểu cổ tấn công đường sắt chết mất 48 người, toàn quân 28 người bị thương, 14 người chết trận. 14 người? 14 người à? Sĩ binh hoàng quân chúng tôi cũng chết mất 14 người sao? Dân, con số chính xác. Tình hình về đường sắt sao rồi? Về cơ bản là ổn cả. Về cơ bản là ổn cả. Dân, chỉ bị nổ một đoạn nhỏ. Cần bao lâu để sửa đường sắt? Tôi cũng nhìn đường sắt này rồi. Nếu sửa nhanh, chúng ta cũng cần 3 ngày. 3 ngày. Được. Nếu đường sắt đã không hỏng nhiều. Đội trưởng Phùng, có. Xử lý ngay đi. 3 ngày sau đảm bảo phải cho tàu đi được. Nhưng mà như gì? Dân, 3 ngày nữa đảm bảo có thể đi qua. Đi về đi. Dân. Cậu ấy sao vậy? Bị thương à? Đại ca, thằng nhóc này sợ quá nên ngất đúng không? Sợ quá ngất. Đại ca còn thở, gọi dậy cho tôi.
Mấy người định làm gì? Đây là đâu sao? Địa Diêm Dương. Nói, cậu tên gì? Tôi đừng có tôi nữa, hỏi cậu đấy. Làm gì tên gì? Tôi là Đặc Công, tên là Lôi Đại Pháo. Lôi Đại Pháo? Cậu tên Lôi nhát gan thì có. Cậu là Đặc Công? Dân, tôi biết tìm hướng, biết ném bơm xa với con khỉ. Cậu biết lắm vậy mà không biết đánh giặc, lại nằm đó giả chết. Có phải cậu chưa bắn được phát nào đã ngất xỉu rồi không? Cậu nhìn súng của cậu đi, đâu có kém giặc. Cậu dùng nó như que còi lửa vậy sao? Tôi thấy cậu không chỉ nhát gan mà còn chẳng ra gì. Tôi nói, số của các cậu đang chấp hành nhiệm vụ gì? Tại sao lại cho nổ đường sắt? Thưa đại tá, cuối cùng chúng ta cũng đợi được rồi. Bọn chúng bị giết hết cả rồi. Đúng vậy, bị giết hết rồi. Nhưng mà sao vậy ạ? Thủ vị trước mắt chúng ta, mặc dù bị thiệt hại nặng nề, đội quân Trung Quốc tấn công đường sắt cũng sẽ bị diệt sạch. Nhưng mà Bác Lộ đã chạy khỏi Dân Thành, mới là kẻ địch lớn nhất của chúng ta. Anh đang nói Bác Lộ tên ông chủ Lưu sao? Hẳn cậu phải biết rõ chứ. Dân, tất cả đều là lỗi của tôi. Bọn chúng đã chạy khỏi thương xã trước. Đại tá, tôi chỉ muốn nói bọn chúng đã nhận ra kế hoạch của chúng ta nên mới chạy khỏi thương xã trước. Cậu đang trách tôi sao? Dạ không thưa đại tá, tôi chỉ muốn nói tên Bác Lộ đó đúng là quá gian xảo đi. Thực ra chúng đã bị lừa, nhưng dù sao đi nữa, chúng ta diệt sạch được thổ phỉ mà chỉ mất đi một cứ điểm, có thể coi như là quà. Khốn kiếp, quà như vậy tức là thua. Đừng nói nữa. Giờ chuyện quan trọng nhất là sửa đường sắt. Nhiệm vụ của chúng tôi là ngăn cản ba sư đoàn giặc dựng lại đi về phía nam. Cậu nói sao? Ngăn cản cái gì? Ở Dân Thành, giặc Nhật gom ba sư đoàn dựng lại đó, lên tàu hỏa đi về phía nam. Chỉ khi đường sắt được sửa xong, vật tư trang bị mới được đưa lên, đợi tàu đến Thanh Thành thì tất cả sẽ kết thúc. Dân, tôi còn đang nói không biết chúng chuyển gì đến Dân Thành. Vậy sao bây giờ các cậu mới nghĩ đến chuyện cho nổ? Không, chúng tôi định cho nổ lâu rồi nhưng chưa tìm được cơ hội. Nếu còn không cho nổ thì muộn mất. Cuối cùng lại dắp phải bẫy của chúng. Lão Hideo này đã biết chúng ta muốn cho nổ đường sắt từ lâu rồi, luôn dùng lương thực để dụ chúng ta, để âm thầm hoàn thành việc tích cóp vũ khí. Giờ đường sắt vẫn chưa đi được, chúng ta vẫn còn thời gian. Không đúng. Không đúng. Cái gì không đúng à? Bọn chúng đã nhận ra cái bẫy của chúng ta. Chúng ta cũng vì vậy mà mất đi một cứ điểm. Nhưng không chỉ có thế đâu. Kế hoạch giấu giếm của chúng ta cuối cùng cũng bị hắn phát hiện rồi. Như vậy là không được. Đúng. Đúng vậy. Đại tá phân tích rất đúng. Tiểu đội đột kích cho nổ đường sắt kia mặc dù đã bị chúng ta diệt sạch, nhưng thế nào cũng cho thấy hoàng quân chúng ta bắt buộc phải sử dụng đường sắt để thực hiện kế hoạch vận chuyển vũ khí. Kế hoạch lừa gạt của chúng ta đã giúp chúng ta có thêm thời gian tập hợp trang bị, nhưng đến phút cuối cùng vẫn bị nhận ra. Tôi nghĩ trong chuyện này nhất định đã xuất hiện sai lầm gì đó. Thưa đại tá, con đường sắt dài như vậy, nếu chúng ta cứ đề phòng mọi chỗ thì dù binh lực có mạnh hơn nữa cũng không thể làm được. Cậu nói đúng. Đề phòng mọi chỗ sao chứ? Nếu chúng ta bày binh bố trận đề phòng khắp nơi thì sẽ thế nào? Thì sẽ khiến giặc không ngừng nhắm đến đường sắt của chúng ta. Đây chính là điều tôi muốn.
Lệnh cho lính canh gác khắp đường sắt. Dân. Xuống đây cho tôi. Xuống đây. Xem cái bộ dạng nhát gan của cậu kìa. Cậu nghĩ đi. Các sĩ binh hy sinh vì giết giặc ở ngoài chiến trường đều là anh em đồng sinh cộng tử với cậu. Cậu còn có mặt mũi nằm đấy sao? Cậu có xứng là một sĩ binh không? Cút. Về đội của cậu. Đi, báo cáo với trưởng quan của cậu. Nói cho anh ta tại sao cậu lại làm đào binh. Tôi. Hầu lĩnh, đuổi cậu ta đi. Tôi. Cậu cái gì mà cậu. Cút đi. Tôi có thể. Súng, súng, súng. Cút đi, cút đi, cút đi. Đi. Nhát gan thật. Lôi đại pháo. Lôi đại pháo, anh đứng lại cho tôi. Anh thật sự định đi về như vậy sao? Anh ngốc thật đấy à? Ngốc hay không thì khác gì? Được. Nếu anh là đàn ông thì anh quay lại ngay cho tôi. Không về Vân Thành. Có phải vì anh không muốn gặp lại đại trưởng quỹ không? Không gặp. Đại ca, đừng nói nữa. Giờ tôi không có mặt mũi nào mà gặp cô ấy. Vậy bao giờ gặp? Ít chứ cũng phải đợi tôi cho nổ tàu đã. Tôi thấy không cần đâu. Nhưng tôi thấy cần. Tôi không nuốt được cục tức này. Đại ca, em biết anh khó chịu. Nhưng anh nghĩ kỹ lại xem. Giờ anh là bát lộ thân phận khác rồi. Vì đại ca là bát lộ. Anh em đều vỗ ngực nói mình là bát lộ. Đánh giặc cũng đầy tinh thần. Đại ca, tôi thấy nếu anh thực sự muốn cho nổ tàu, gặp hay không gặp ai đâu có quan trọng. Hơn nữa như anh nói đó, chỉ cần có thể khiến sĩ binh đã hy sinh có thể yên tâm nhắm mắt là được rồi còn gì. Biến đi biến ra chỗ khác. Lại còn đến lượt cậu dạy dỗ tôi sao? Đại ca, uống ít nước đi. Sót ít nước. Dân. Chị, chúng tôi về rồi. Được đó, các cậu được lắm. Chuyện gì thế này? Dừng xe. Sao vậy đại ca? Sắp đến Vân Thành. Các cậu biết tôi đang nghĩ gì không? Có gì mà không biết? Nghĩ xem cho nổ đường sắt thế nào chứ gì. Đúng vậy đại ca. Giờ chúng ta có mỗi việc này. Không đúng. Đại ca không nghĩ chuyện này. Vậy đại ca nghĩ cái gì? Đại ca không nghĩ xem nên cho nổ đường sắt thế nào, mà nghĩ làm thế nào có thể cho nổ đường sắt. Có gì khác nhau à? Giống được sao? Có người bảo anh ấy cho nổ thì anh cho nổ được. Vậy có người không cho anh nổ thì anh cho nổ thế nào? Đừng lằng nhằng nữa, nói thẳng đi. Vậy tôi nói tiếp nhé. Chuyện là như vậy. Chuyện cướp quân lương là do chúng ta tính sai. Quân chàng Sơn Hổ hy sinh gần hết. Nói thật, món nợ này không ai trong chúng ta gánh được cả. Không, lão Bạch, tôi nghe nãy giờ cậu có ý gì? Chúng ta về Vân Thành không phải đi nghiên cứu cách cho nổ đường sắt sao? Đại ca về sẽ bị phê bình đúng không? Đúng rồi đấy.
Nếu cấp trên của bác Lộ cho người đến cho nổ đường sắt, vậy thì chúng ta chỉ có thể đứng nhìn thôi. Đừng vậy, đừng. Chúng ta phải nghĩ cách để đại ca không bị phê bình, sau đó có thể đi nổ đường sắt. Đúng vậy, chúng ta phải nghĩ cách. Thực ra đại ca đã nghĩ xong lâu rồi. Rất đơn giản. Ý anh ấy là để chúng ta đánh trận đầu. Đại ca làm người tốt. Vẫn là Tiểu Bạch hiểu lòng tôi. Lão Hầu, tiến về Dân Thành. Tiến về Dân Thành. Đi. Chuyện gì thế này? Ông trời có sao mặt cũng vô dụng. Lần này anh em chúng tôi không tha cho anh ta đâu.